chó của mình. Chú 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 vâng 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 xem được cái gì nữa các bạn. Sù 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 vòng không biết bao nhiêu vòng đây à. Lâu lắm rồi anh em ạ. Chú 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 chú.
Chú, chú. Chú. Có quái đẹp thế. Chú, 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 chú. Chú, chú. Chú, chú, chú. Chú, chú, chú. Chú, chú, chú. Chú. Móc người giỏi cực kỳ luôn, mấy con kia vẫn cứ vòng vòng lại mà móc. Chưa phát vào hàng luôn. Không biết là con gì anh em nhá. Vào hàng. Xúc. Vào hàng đây. Xúc. Là móc. Theo một phát vào hàng luôn nhá. Dao đấy không cần đấy các bác nhé. Móc đang đào nhưng mà con đem về chân đào rồi móc lại trốn đi. Đèn này quá hàng luôn anh em nhá. Em móc này phải lạ chủ nó đi một phát không phải chủ thì nó lại nhìn quay lại, nhưng mà em đem này là một mạch lây luôn. Một thời gian nữa qua Tết xong anh em sẽ đam mê, sẽ được theo dõi mình những video mấy chú chó của mình tiếp theo đi nhá. Thì chó đuổi khá là lâu đây à. Khu này cho cuộn nát hết rồi.
Nếu vì cái dòng thú bé thì chắc chó không đuổi như này đâu anh em ạ. Chắc chỉ có dòng con trùng sóc danh đấy nhá. Chó mới quanh quẩn đây hàng tiếng đồng hồ. Mình mới chuẩn bị cho mấy chú chó lên rừng thì nghe chó sủa đây cắn đét. Mình còn chưa chưa kỳ ấy đâu, chưa kỳ đeo giày. Mày cứ đào mạnh vào đi. Trong sắp tới rồi. Mình không cần cái gì lên. Chó to thì kiểu gì cũng chạy kém một chó mình nhá. Sâu lắm. Chắc là bất kể bà má. Mình về phát lại em móc lại hơi sợ, không 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 vào gần, cứ đi tìm. Đấy. Mong này ba hơi chính xác lắm. Mấy con mấy chú chó kia đuổi chắc là cũng qua đây không chơi vào hang này. Đúng chỉ là con này thôi nhưng mà không có cái gì đâu. Cùng nhau đuổi để cô này quẩn ná hết. Móc đang đào nhưng mà còn đem vào phát là móc bỏ luôn. Móc lại không muốn tranh nhau như kiểu. Con lười đi lấy cốt lấy dao.
Chó phải quấn quẩn đây tầm là khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi nha anh em nhá. Đuổi lên đuổi xuống như khu này. Đấy, cuối cùng mà thấy con mong nó vào đầu đây nhưng mà không biết có phải con này hay không. Đây. Móc thì lại kiệt sĩ, đào thì lại không muốn cho đem đào luôn. Chắc là chỉ có con này thôi. Bây giờ mẹ đào đống cái hàng này là tam hết rồi. Cái hàng kia tìm đi tìm lại nhé, nhưng mà không biết bới hàng, không biết là nó ở trong hàng. Anh em mình chung nhau mà đào này chứ. Chú. Chó này là do mình cho đi để đuổi cày chơi thôi nhá anh em nhá, mình không sưu tần nó sang cày. Mình cho nó có cày là mình cho nó đi đuổi thôi. Nên là mình sẽ cho nó đi va chạm với thú to anh em nhá. Ai muốn nhu cầu mua được thì theo dõi những kênh của em khá là lâu để có chương trình mà em cho vào tép xăm những thú to. Thì em sẽ có video lên để anh em đam mê nhá, theo dõi nhá. Đào lại không muốn cho con nào bằng cây mày luôn. Bao giờ mày mới đào, phải thay nhau đào chứ. Vừa đào vừa nghe con này mát rất là tinh. Chưa hàng đây 100%. Mình đang đoán ở đầu này, nó đuổi vòng một vòng bên kia vào chui đúng vào đúng thẳng chỗ này, nhưng mà con móc thì nó đã đào bới ở đây rồi. Kia sủa đem lên đấy. Ha ha.
Đi mấy tiếng không phải, hầu như là chạy qua lại các bác ạ. Ai, con ở trên này vẫn chưa biết là nó chui vào hang, vẫn cứ vòng đi vòng lại trên này nhá anh em nhé. Chắc chắn là nó ở trong hang này à? Để đem đi lại mấy vòng lại vẫn lại tiếp tục quay lại mình. Ô to phết. Đống cây và má rất là sợ anh em ạ. Hơi hơi cây và má sợ. Không có cái gì đâu. Đây nha, mọc đang trực ở đây. Đem thì lại đi tìm nào. Để mình đang chờ thằng em lấy cốt với lại lấy dao lên. Xem nó ở chỗ nào, xem nó là con gì. Tận trên này về nha, trên này về đây chắc phải vào tận khoảng độ hơn một cây rồi. Đuổi theo khê. Nhưng chó của mình đã, chó họ đến dưới này là chó mình nghe thấy là để chạy đi theo. Nhưng mà giờ chó mình đã đào hang đây. Để một chút nữa xem có phải con chùn sóc dây. Con ghẻ của mình thì đào hang cũng không phải dạng vừa đâu anh em nhé. Đây. Đi. Đi ạ. Đã hàng áp hơn cả con móc, nó to nó khỏe, cày cả răng nhá anh em nhé. Đem này về sau sẽ chắc chắn là sẽ là một chiến binh mẹ cực kỳ ok. Đem này nhìn nhỏ nhỏ này nhá, gần 20 cân anh em nhá. Mình bê về đến nhà mình ở sao không to mấy mà mình cân thử xem được bao nhiêu cân rồi nó mẹ 19 cân tròn luôn anh em ạ. Đấy. To. Mẹ nhìn này mà mình không nhận ra là nó to như vậy anh em nhé. Mày. Răng mày làm sao đủ trình độ. Xúc. Hơi ghẹ một chút nhưng mà mình vẫn chưa đủ thuốc để điều trị nhá, mình chưa mua được anh em ạ. Mình sẽ đi mua những cái thuốc ở ngoài đắt tiền về mình điều trị, nó sẽ đảm bảo cho sức khỏe con chó anh em ạ.
Cho là bưởi sâu phết rồi nha anh em nha. Đây. Shoo. Nhà sông đó nó nọ lên từ nhìn nhớ cho ô ở chỗ thì giờ tiêm mê nó là họ là ba chục chỗ cũ nó cũ giờ cho ô chỗ tiêm mê là cho này ít trong phun sương sương đó muốn xin chia ô chỗ tiêm mê nhìn nhớ khắc khó nó được nó tụ nọ thế nè tụ nọ thì giờ ít chỗ ở kia kinh chập lại thì tổng thiên rộng hành này. Móc thì lại hơi kiệt sỉ nhá, khi móc đã đào là không cho đem vào gần luôn, mà khi mà em đem này đã vào đào thì lại không cho móc vào gần các bác ạ. Đấy. Chục này quăng hết rồi. Ở trên kia vẫn có một hố nữa, không biết là loại cây này loại cây này là cây gì. Mình ngửi cái mùi nó thì nó giống con cây và má anh em ạ. Bông thả xuống này. Mẹ nó sao được ăn này? Để cho nó sống mất. Nhà kho to. Chu. Chu. Thank you.
Chú. 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 Mẹ này, quay cả một buổi đây à? Cho tao uống lại xuống này. Cho mà tao uống xuống này. Nên càng khó hả? Cái mà tôi chơi mà tao uống xuống. Đấy nha. Chu Nên chuyển tới thì là à. Cảm ơn là lời. Chuyển tới nào là con kia nữa là tôi lấy con nó lên chú là. Bà thấu bây tiếng ấy quan cho chế quốc hình hóa con thì trông cho thật tỏa là. Nên tỏa rồi, cho khớ lọ con tính rú cả này. Lúc số. Lúc sau ăn tới thì lúc sau bị khóc khóc thì một chỗ là thà tao tỏ cho tần hàng cũ cả để bị tụi nhau cả thế rồi tìm mà tìm máu là khổ sở ta là chú nhớ khi mà rơi đôi tản đi một tản đi này tối rồi các bác nha. Móc nhà mình đào hàng rất là tốt luôn. Đấy. Ôm kìa khó nào ta luôn. Bố là nó mà lúc khó. Hắn đâu lỡ thì giá trị cho. Cái nhỏ gì lên lúc đó sẽ chua. Lúc mà tao hỏi lúc đó ha.
chờ chẳng có khớp được này bằng giờ thông còn đang cú rồi à. Ở đây chỉ thấy chẳng thấy mà chớ là giờ còn đang cú mà thế rồi chứ à, chứ là lưu anh thấy nè. Đây chiến binh đây đây. Ơ à, chết chung là ô lộ. Tần là tế lệ nhá xong thì cơ tỏ có tham mô mà. Tần là tế lệ nhá xong thì cơ mà. Làm nhận chá là ta lùa rô ra lấy cán ta rô đặt châu à. Cơ tất dân chú lấy sao. Nhà này cái áp bên sổ cái gió hả đi ra cho nó tạo cho nó bây giờ ra hả luôn hả mò có lúc bật ta hả mò có sao có tụi chính thế là thì đáng đây cái có thể tận nhau hù hù lấy rồi tao là ăn xong kia nãy đi tao cái khăn này sao tẩy rồi à? Là khăn gì? Khăn gì? Cái đồ cái mồi gì đấy? Cái đồ cái lở? Bố có tao hàng la. Ờ, tao bán đi một chiếc rồi, chẳng tao cái sao tao 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 bớt đánh cho nó bả. Nó vậy tự cua qua. Chú. Tao tẩu lại. Cái đồ lở đâu? Chú tao chú à tí tí phản à phản này bị cưa cái này tí tí tao ăn kéo này bị u sơ tỉnh lơ ra tàng cái à thế lấy tủ lạp á đấy cái lù lạp à chú chú dạ lúc này đúng ô chú lục ô uống chuyện chú bán thì hút đâu chú nó sẵn cho anh kẹt chú lục mò ô chú mò tích à chú khó thì khó tích đi hả bó ô chú khó này chú nhận đâu lắm qua có sao nhận chú lục ô